Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Như các bạn đã biết, cái trào lưu bỏ đi phụ kiện, đặc biệt là củ cáp sạc, xuất hiện vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tất nhiên hãng đi tiên phong trong cái trào lưu bỏ đi củ sạc đó chính là Apple. Với bộ 4 iPhone 12 năm nay là họ đã bỏ đi rồi. Thậm chí là những cái iPhone cũ mà họ bán tiếp, ví dụ như iPhone 10R hay iPhone 11, thì họ cũng bỏ đi cả củ sạc luôn. Thế xong sau đó thì Samsung là cái hãng điện thoại tiếp theo nối gót, họ cũng bỏ đi củ sạc ở trên các cái dòng sản phẩm của mình. Và đối với cả Xiaomi thì họ cũng bỏ đi củ sạc, nhưng mà họ rất là văn minh ở cái chỗ là họ tặng kèm theo củ sạc cho bạn nếu các bạn cần, hoặc là các bạn mua cái phiên bản giá phiên bản có củ sạc hoặc không có củ sạc thì họ để giá như nhau đấy. Thế thì những cái lý do mà các hãng đưa ra ở đây là gì? Đấy là lý do bảo vệ môi trường. Ok, mình đồng ý về tư tưởng của họ, đấy là tư tưởng để bảo vệ môi trường là tốt. Bản thân mình cũng luôn luôn là ý thức được là hành tinh chúng ta đang xuống cấp dần và chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Mình đồng ý cái quan điểm đó chứ mình không đồng ý đấy. Tuy nhiên là cái cách mà họ giải quyết thì mình lại thấy là không hợp lý. Không hợp lý ở đây là gì? Đấy là ví dụ như với trường hợp của Apple đi, họ bỏ đi củ sạc đúng không? Thì rất nhiều các hãng bên thứ ba sản xuất ra củ sạc, như vậy có bảo vệ môi trường hay không ạ? Rồi tiếp tục nữa nào. Họ nói rằng là bạn ơi, tôi bỏ đi củ sạc thì bạn có thể sử dụng lại các cái củ sạc cũ của các bạn, nhưng mà vợ mình dùng cái iPhone 6S không sử dụng lại củ sạc cũ được bạn ơi, bạn Apple ạ. Vợ mình không sử dụng lại được. Bởi vì sao? Vì đơn giản cái củ sạc cái cáp sạc mà các bạn đi kèm nó là chuẩn Type-C to Lightning các bạn ạ, chứ không phải là chuẩn USB bình thường. Đấy, nên là vợ tôi không sử dụng lại được. Đấy. Vậy nên là cái đó nó rất là buồn cười. Hoặc là nếu như vợ mình sử dụng lại được nhá, nếu như nhá. Thì các bạn cứ tưởng tượng là vợ mình cũng vừa mới mua một cái iPhone 12 mini xong. Thế thì bây giờ vợ mình bán cái iPhone 6S đi, thế thì vợ mình giữ lại củ sạc à? Vợ mình phải bán, phải cho cái củ sạc kia cho người mua chứ, đúng nào? Thế thì lấy củ sạc đâu nữa mà để tận dụng nào? Chúng tôi sẽ không thể tận dụng được ông ạ. Đấy, và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải đi mua những cái bộ củ sạc ở bên ngoài. Và rõ ràng là các hãng sản xuất ở bên thứ ba sẽ coi đây là một cái mảng sản xuất màu mỡ chứ, đúng không? Và như thế cái liệu có bảo vệ môi trường hay không? Mình nghĩ là câu trả lời là không. Đấy, tiếp tục nữa nào. Xiaomi bỏ đi củ sạc ở trên cái con Xiaomi Mi 10S. Thế tại sao các ông bảo là các ông bỏ bảo vệ môi trường, thế sao các ông không bỏ đời luôn cái ốp lưng đi? Cái ốp lưng nó là nhựa dẻo đấy, nó là rất không bảo vệ môi trường, thế sao các ông bỏ nó đi? Đúng không nào? Đấy, vẫn giữ lại ốp lưng, trong khi đó thì củ sạc thì bỏ. Đấy, rồi là ông Samsung cũng thế. Ông Samsung thì bỏ đi thì tất nhiên bắt người dùng người ta mua rồi, nhưng mà được cái là cũng đỡ hơn bằng cách là hỗ trợ cho người dùng giảm giá khoảng vài chục phần trăm khi chúng ta mua củ sạc của Samsung. Nhưng mình nghĩ là cái điều đó nó không xoa dịu người dùng mấy. Bởi vì Samsung ý, họ càng ngày càng cắt giảm phụ kiện. Nếu các bạn để ý thì ngày xưa Samsung họ rất là nhiều phụ kiện luôn. Từ cái USB OTG này, từ những đầu cáp chuyển đổi này, cáp sạc, tai nghe nhé. Bây giờ tai nghe bỏ, USB OTG đúng không? Còn lâu mới có ốp lưng đúng không? Bỏ luôn. Đấy, củ sạc đúng không? Rồi bỏ nốt. Đấy, thế thì gần như là bỏ tất là gì nữa. Đấy, đúng nào? Thế thì câu trả lời ở đây là gì? Đấy là chúng ta sẽ mua những cái bộ phụ kiện này như thế nào bên ngoài. Bởi vì rõ ràng rồi, bây giờ các bạn tưởng tượng nhé, mua một bộ cáp sạc zin của Apple hoàn toàn không rẻ một chút nào đâu, khá đắt đấy. Đấy, cũng phải 5-600 nghìn đấy, không rẻ đâu nhá. Đấy, tiếp tục nữa nào. Samsung thì dễ kiếm rồi, đúng không? Nhưng mà đại loại là bây giờ là như này. Đấy là nếu mà không mua đồ của hãng thì lại không yên tâm. Nhưng mà nếu mà mua đồ của hãng thì đắt quá, mua ở trong hãng thì đắt quá. Thế thì mình có giới thiệu đến cho các bạn ba cái bộ củ cáp sạc mà các bạn có thể mua cực kỳ dễ dàng ở bên ngoài, đến từ chơi2.vn và đều có thương hiệu hết. Đầu tiên là bộ củ cáp sạc của Samsung. Đây là bộ củ cáp sạc 15W. Vào năm 2019, mình có đánh giá là đây là một trong những bộ củ cáp sạc quốc dân của năm 2019. Vì đơn giản là nó tương thích với hầu hết mọi máy, trừ Oppo. Đấy, trừ mỗi ông Oppo ra thôi. Các bạn tưởng tượng là cái củ sạc 15W này này, nó sạc nhanh được cho iPhone nhé. Sạc nhanh được cho iPhone. Cái con iPhone 7 của mình,
nó sạc được lên tầm khoảng 7,5W, nghĩa là nhanh hơn so với cả cái sạc 5V 100A có 5W của iPhone 7 mình thôi. Đấy, tiếp tục nữa nào. Những cái chiếc máy như kiểu là iPhone 11 Pro Max hay là iPhone 11 Pro hay các thứ, nó nhận đủ 15W luôn. Như vậy là nó đã có hỗ trợ sạc nhanh rồi. Và đây là cái củ mình thấy cảm thấy rất ổn luôn. Nó có thể sạc nhanh được cho cả Xiaomi nữa. Xiaomi cũng nhận sạc nhanh luôn. Và thương hiệu thì là Samsung yên tâm tuyệt đối rồi. Không có điểm gì lăn tăn nữa. Đúng nào. Và chơi hay đang bán 120 mấy nghìn thôi. Giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Rất rẻ luôn, đúng nào. Rồi tiếp tục nữa nào, một cái bộ củ cáp sạc 25W có thể coi là quốc dân của năm 2020. Đây thì đây là cái bộ của Samsung này. Bộ này là 200 mấy, mình không nhớ rõ giá, thì giá bạn dựng video đã hiển thị trên hình cho các bạn rồi. Thì cái bộ này nó sẽ khác hơn ở cái chỗ là cái đầu sạc của nó sẽ là cái đầu ra sẽ là đầu Type-C nhé. Nó chuẩn là Type-C, to Type-C, hoặc các bạn hoàn toàn có thể cắm cái cổng Lightning vào đây được, là Type-C to Lightning được, để mà sạc cho iPhone được. Con này sạc nhanh được cho iPhone, sạc nhanh được cho Samsung, đấy là điều hiển nhiên rồi. Samsung thì tất nhiên sẽ nhận đủ 25W đối với những dòng sản phẩm mà hỗ trợ sạc 25W. Tiếp tục nữa nào, nó sạc nhanh được cho Xiaomi luôn, nhưng Oppo thì không, mỗi Oppo thôi. Đối với cả Oppo thì hai cái bộ củ cáp sạc này nó sẽ sạc được khoảng 10W cho điện thoại Oppo. Đấy thì chúng ta cũng cần chú ý như thế. Và chúng ta có thể mua được những cái bộ củ cáp sạc này rất dễ dàng luôn. Mua tại chơihay.vn thì lúc nào bạn cũng sẽ có luôn. Tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có một cái bộ củ cáp sạc nữa của Bigu. Đây. Cái bộ này thì mình thấy là về thiết kế cái thứ khá là đẹp. Nó cũng có chuẩn Type-C ra và bộ củ này là bộ 20W các bạn nhé. Bộ này là bộ 20W luôn. Đấy. Cáp thì các bạn có thể tùy chọn là Type-C to Lightning hoặc là Type-C to Type-C được. Đấy, nhưng mà mặc định thì sẽ là Type-C to Lightning nhé, để các bạn có thể sạc được cho những mẫu iPhone mới nhất bây giờ. Đấy, giá nó tầm khoảng 300 mấy. Giá như nào các bạn có thể nhìn thấy hình, nghĩa là chúng ta tiết kiệm được mấy trăm nghìn so với việc chúng ta mua bộ phụ kiện hàng chính hãng rồi. Và các bạn yên tâm tuyệt đối, không bao giờ nó hiển thị lên trên hình là phụ kiện không tương thích đâu, nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, Bigu thì ở bên Trung Quốc là họ quá nổi tiếng về cái độ bền cũng như là về cái chất lượng gia công rồi. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua ba cái bộ củ cáp sạc này mà các bạn có thể mua cực kỳ dễ dàng. Còn tất nhiên ngày trước ở bên chơihay.vn họ còn bán rất là nhiều các bộ củ cáp sạc nữa mà nó có khoảng hai đầu ra các thứ cơ. Thì không biết là bây giờ họ còn bán hay không, nhưng về cơ bản là mua ba bộ này hiện tại bây giờ đang là dễ nhất. Rồi tiếp tục nữa nào. Tiện thể nói về việc là mua mấy cái bộ củ cáp sạc như này thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là Oppo thì không nhận sạc nhanh của mấy cái bộ củ này, nó chỉ nhận sạc nhanh VOC thôi. Nên là nếu mà anh em nào mà mua pin dự phòng ấy mà lại đang sử dụng Oppo, ví dụ như mình đang sử dụng một cái Oppo Reno mấy zoom chẳng hạn, thì đừng mua pin dự phòng có sạc nhanh. Đấy là mình khuyên thật, bởi vì có sạc nhanh nó đâu giải quyết được vấn đề sạc nhanh ở trên điện thoại Oppo đâu. Thì các bạn có thể mua những cái bộ pin dự phòng tầm khoảng 5V 2A tầm 10W như này là sẽ sạc cho Oppo khá thoải mái, và sạc cho những cái iPhone như kiểu là iPhone 7 đổ xuống chẳng hạn, 7 7 Plus cái thứ đổ xuống chẳng hạn cũng rất là thoải mái luôn. Nó sẽ có đầu Type-C này, đầu micro USB này, với cả có hai cái đầu ra nữa là đầu USB nữa. Các bạn thấy không? Đây, thời lượng pin thì báo ở đây. Và cảm giác cầm nắm lên là rất là chắc chắn. Bộ này thì là 20.000 mAh nhé các bạn nhé. Giá có 300 mấy thôi. Mình thấy nó cũng là một cái mức giá rất là hợp lý khi mà bạn mua tại chơihay.vn. Đấy, thì các bạn có thể ưu tiên là lựa chọn mua một cục pin dung lượng cao hay là một cục pin sạc nhanh. Với cá nhân mình ý, thì đi du lịch thì mình ưu tiên mua một cái cục pin 20.000 mAh mà không hỗ trợ sạc nhanh như này, bởi vì rất đơn giản thôi. Kể cả cái bộ có sạc nhanh thì khi mà mình cắm hai cái điện thoại vào đây mình chia nhỏ ra thì nó cũng sẽ không sạc nhanh đâu. Thì với cái bộ này mình cần dung lượng cao hơn, để ví dụ như mình có sạc cho điện thoại của mình và sạc điện thoại cho vợ mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Còn cơ bản là như này này. Mình thì mình không hài lòng với cả cái việc các hãng bỏ đi cái củ sạc. Đấy, bởi vì cái lý do để bảo vệ môi trường nó không hợp lý. Tuy nhiên là đằng nào thì họ cũng đã làm vậy rồi, và xu thế thì các hãng cũng sẽ làm thế, vì đơn giản là họ muốn tiết kiệm chi phí thôi. Thì muốn mua những bộ phụ kiện nó yên tâm, giá nó phải rẻ mà không muốn bỏ thêm quá nhiều chi phí, thì các bạn có thể tham khảo qua những bộ phụ kiện như này tại chơihay.vn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.